mình rải xa gốc cây chút xíu, rải xung quanh như vậy nè. Cây chanh này hồi tháng 6 mình bón phân citrate vào cho nó đó, thì bữa nay nó đậu trái nhiều lắm nha, trái cũng to rồi nè. Rồi cây tắc tròn, tắc chua Việt Nam cũng vậy luôn. Còn cây này là cây chanh ngón tay nè, đậu trái cũng nhiều lắm luôn. Hello cô chú anh chị và các em, bữa nay Út ra vườn đi bón phân cho mấy cái cây chanh, tắc, quýt, bưởi cũng như là những cái dòng họ cam quýt đó, thì Út chia sẻ đến cô chú anh chị và các em luôn nha. Vì bữa giờ có vài chị hỏi Út sao mà cây tắc nhà chị á, nó ra bông rồi nó rụng hết trơn, cây quýt cũng vậy luôn. Bữa nay sẵn Út bón phân rồi, Út chia sẻ cái cách mà Út bón trong vườn của Út nè. Út thấy hiệu quả, sau khi mình bón xong á thì nó đậu trái rồi không có bị nứt trái nữa, cũng như có một số cây nó bị vàng lá thì mình phải xử lý như thế nào, Út chia sẻ luôn bữa nay nha. Nay Út ra vườn bón phân cho mấy cái cây cam, chanh, quýt, tắc mà Út trồng ở trong chậu nè. Trước khi bón phân thì Út chia sẻ sơ về loại phân này. Phân này gọi là Organic Citrate Tone, Citrus and Avocado Food. Thì cái này mình có thể mua ở Home Depot, Lowe's cũng có luôn. Chỉ số của cái bao phân này á là 526. Thì phân này dạng hạt giống như vậy nè, loại phân tan chậm ha. Cây này của Út trồng trong chậu thì Út cho khoảng một nắm tay nhỏ nhỏ của Út nè, là tầm khoảng 2 muỗng ăn canh ha. Đó, mình rải xa gốc cây chút xíu, rải xung quanh như vậy nè. Đó, rồi bây giờ Út sẽ tưới nước. Rồi bây giờ Út sẽ tiếp tục đi qua bón mấy cái cây còn lại ha. Và cây tắc nè, tắc tròn Việt Nam của Út cũng vậy luôn, cho khoảng một nắm tay ha. Thank you.
phân hữu cơ này thì một năm Út bón 3 lần. Lần đầu tiên là tháng 1 hoặc tháng 2, lúc đó là cây của mình nó chưa ra bông nha. Rồi lần thứ hai đó là tháng 5 hoặc tháng 6, lúc này là trái nhỏ nhỏ rồi, giúp cây đậu trái. Rồi bón một đợt cuối cùng nữa, đó là tháng 9 hoặc tháng 10. Mình bón tổng thể giúp cây khỏe mạnh, nuôi trái nè, rồi giảm nước trái nữa. Cây tắc chua của Út nè, hôm bữa nó bị vàng lá hết cây luôn. Út cho muối Epsom salt khoảng 3 tuần trước một lần rồi, thì bây giờ mình có thể cho muối Epsom salt một lần nữa nha. Vì nó mới phục hồi phân nửa cây hả, còn phân nửa nó vẫn còn vàng nè. Thì khoảng 3-4 tuần lễ mình có thể cho muối Epsom salt vào tiếp tục nữa nha. Út sẽ cho vào đây khoảng 2 nắm tay nhỏ nhỏ của Út, là khoảng 4 muỗng ăn canh, xung quanh cái gốc tắc của mình, để giúp cho cây tắc của mình nó xanh tươi trở lại nha. Vì trồng trong chậu á, nhiều khi nó thiếu chất, rồi nó không có hấp thu chất dinh dưỡng lại được. Muối Epsom salt đây thì giúp cho lá nó xanh tươi trở lại nè. Loại này mình có thể tìm mua ở Home Depot, Lowe's, Walmart. Walmart thì rẻ, rẻ hơn hai chỗ kia, nhưng mà thuận tiện ở đâu thì mình mua ở đó nha. Phải mua cái loại mà họ để là cho flower plant, vegetable and trees nha, có hình cà chua cây mới được. Còn cái loại mà có màu, mùi thơm là không được. Bón muối Epsom salt xong thì mình nhớ tưới nước nha. Bữa nay Út quay trở lại với cây chanh của Út, bón phân hồi tháng 6 nè. Thì tháng 6 vừa rồi Út bón citric tone cho cây chanh, cũng như là cây tắc, cây cam, cây chanh ngón tay, rồi Phật thủ ở trong vườn của Út. Thì hôm nay trái nó đã đậu hết rồi. Trái cũng to rồi nè. Bữa nay mình ra mình tiếp tục bón một lần nữa cho cây chanh của mình nha, để giúp cho cây chanh của mình nó cân bằng cái lượng dinh dưỡng, giúp cho trái to nè, đậu trái không có bị rụng, cũng như là không có bị nứt trái nha. Hôm nay mình cũng bón 2 muỗng ăn canh, tức là khoảng một nắm tay nhỏ nhỏ của Út đó. Mình cũng rải trên mặt đất như vậy nè, rải đều chậu ha. Bón xong thì cũng đừng quên là tưới nước. Thì cây chanh này gọi là Improved Meyer Lemon, Út mua ở Costco. Mình có thể tìm mua Home Depot, Lowe's. Loại này thì vỏ mỏng, nước nhiều, thơm, không có hạt. Sẵn đây Út chia sẻ cái cách mà mình bẻ bỏ bớt trái luôn nha. Giống như cặp này nè, thì hai trái, trái tốt, trái xấu ha. Mình để trái tốt này thôi, mình bẻ bỏ bớt một trái. Đó, rồi trái nào mà mình thấy nó không có được đẹp, nó khô, nó héo đó, hoặc là nó vàng vàng, mình cũng bẻ bỏ luôn, để cho nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi cái trái kế bên. Giống như nguyên một chùm này nè, mình cũng bẻ bỏ luôn nè. Đó, bẻ bỏ trái này, bẻ bỏ trái này ha. Rồi mấy cái bông này á, thì mình để yên nha. Bây giờ mình đừng có bẻ bỏ bông, mình chờ khi mà trái nó đậu thành trái rồi mình mới bẻ bỏ.
Và mình cũng sẽ áp dụng như vậy cho tất cả các loại cây còn lại. Giờ Út qua Út cho mọi người xem cái cây chanh ngón tay và cây cam. Cam này là cam Washington Navel nè. Bữa nay cũng đậu trái rồi. Cây này hồi lúc mình mua diện thời gian á, cái nó bị muốn chết luôn, cái mình cứu nó sống lại. Bây giờ đậu trái hết rồi nè. Không dám để trái nhiều. Bữa giờ bẻ bỏ nhiều lắm luôn. Để ít trái thôi. Vì vẫn còn trong chậu 6 ga lông á. Trồng trong chậu thì khó hơn là trồng dưới đất nha. Còn cây này là cây chanh ngón tay nè. Đậu trái cũng nhiều lắm luôn. Chanh ngón tay này tiếng Anh gọi là finger lamb. Thì mình có thể dùng để mình ăn sushi nè. Tức là mình cắt cái trái ra làm hai rồi mình nặn vô sushi mình ăn. Ở bên trong nó có hạt giống như hạt trứng cá vậy đó. Mình ăn nó bụp bụp rồi nó chảy nước ra chua chua. Hoặc là mình có thể dùng làm nước mắm mình nặn vô. Nhưng mà nó không có nước giống như là trái chanh nha. Đó, mấy trái này to to rồi nè. Còn nó mềm chưa, mình hái vô chút mình ăn sushi nha. Nó còn hơi cứng. Thì mình khi mà mình thấy nó chín á, ăn được á, tức là mình gờ vô mình thấy nó mềm mềm chút là ăn được ha. Loại này dễ trồng. Trái hầu như mùa nghịch cũng có trái luôn đó. Nè, thấy không? Mấy trái nhỏ 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 nè. Đậu hết rồi đó. Rồi nó có bông nữa. Giống như là nó thay phiên nhau mà nó có trái liên tục vậy đó. Cây này lúc trước Út mua ở Home Depot đó. Ngoài bón phân ra thì Út hay bón đất cho cây của mình vào mỗi 6 tháng. Hoặc là khi nào mình thấy nó cần thêm đất thì mình cho vào. Đất thì Út hay dùng loại đất trồng cho cam, chanh, tắc, quýt. Loại mà mình có thể trồng cho thanh long được đó. Để Út quay cái bao phân cho bà con của mình xem nha. Đây là loại đất mà Út hay chia sẻ đến cô chú anh chị và các em nè. Loại này á, để dùng trồng cho mấy cây dừa kiển cũng như là xương rồng, cam, quýt, bưởi ha. Mình có thể dùng trồng cho thanh long. Về tưới nước á, thì khi nào đất còn ẩm ướt như vậy Út không có tưới. Mình chờ khô lại mới tưới nha. Trời mát mát á, thì như đất vậy á, là khoảng 3 ngày nữa Út mới tưới nè. Còn trời nóng á, thì 1-2 ngày mình phải kiểm tra mình tưới nha. Còn cây tắc chua của Út nè. Tắc tròn Việt Nam đó. Nhìn cưng không? Đậu trái nhiều nha. Rồi lá thì xanh tốt trở lại. Không còn vàng lá nữa. Là vì sau khi Út bón muối Epsom salt đó. Cho nên cô chú anh chị và các em, nếu mà trong vườn của mình á, cây nào mình thấy nó hơi vàng lá thì mình bắt đầu bón muối Epsom salt vào nha. Năm này Út có tắc chua Tết Việt Nam để trưng rồi nè. Thích trồng ở trong chậu á, là vì mình có thể chuyển nó đi đâu cũng được. Hơn nữa vườn Út thì không có chỗ nhiều. Không có đất á, cho nên mình đành phải trồng ở trong chậu. Mà Út cũng thích trồng chậu nữa, dễ thương. Mặc dù khó chăm sóc chút xíu. Kế bên đây là cây Phật thủ ha. Phật thủ bữa nay trái nó cũng khá là to rồi nè. Có một trái lớn và có một mớ bông cũng như là trái nhỏ nhỏ. Cây này Út cũng trồng ở trong chậu luôn. Tiếng Anh gọi là Buddha Hen. Còn cây tắc này là cây tắc Mỹ nè. Mấy năm trước Út mua ở Costco về mình chưng Tết. Xong cái trồng xuống. Trồng khoảng 3 năm mà nó không có trái nha. Năm đầu tiên thì có vài trái. Năm này thì đậu trái khá là nhiều rồi nè. Cái loại của nó không phải là thiệt là dài. Mà cái hình dạng của nó trái giống như vậy nè. Cưng ha. Nó tròn tròn mà nó cũng không tròn lắm. Ăn ngon. Mình bị ho có đàm rồi đó. Thì mình ăn tắc này tốt nè. Bỏ nguyên trái vô mình ăn. Nước nó không có nhiều. Nó cũng không có chua giống như tắc Việt Nam mình. Bẻ ra chín chín ăn nha.
Thơm, thơm quá chừng luôn nè. Mời cô chú anh chị và các em. Thích ăn cái vỏ nó ghê đó. Cái ruột nó chua chua, vỏ ngọt lắm. Trái này không có hạt. Nhiều trái nó có hạt, nhiều trái không có hạt ha. Những cái loại cây này á thì thích nắng, cho nên vị trí trồng mình cần phải chọn nơi nắng nhiều. Coi chậu dâu tây màu tím hồng nè, bữa nay có mấy trái chín ngon quá. Mình hái mình ăn luôn nha. Nhìn mê quá à. Có trái này nó to như cánh quạt vậy đó. Hãy ăn thử đi. Ôi ôi ngon quá. Ba trái bằng bàn tay luôn. Rất là to. Mấy trái dầu ngon không? Mời cô chú anh chị và các em. Chắc ngọt lắm đây nè. Quá đã luôn. Trời nóng, nãy giờ ra làm vườn mệt, ăn trái dâu ngon gì đâu. Nước nhiều, ngọt ngay luôn. Mai mốt mà cô chú anh chị và các em đi Hôm Chí Bồ Lô mà thấy loại dâu màu hồng này mua trồng được nè. Ngon, trái nhiều. Ngon quá. Úc xin dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các em rất là nhiều đã luôn thương và ủng hộ Úc trong suốt thời gian qua. Nếu thích video này của Úc thì cho Úc xin một like và một đăng ký kênh. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo mỗi khi Úc có video mới ra. Chúc cô chú anh chị và các em luôn được nhiều sức khỏe, bình an. Và hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các em trong video tiếp theo. Bye bye!